Thưa quý vị, sau khi vụ cháy kinh hoàng tại chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xảy ra, nhiều người dân đã trang bị cho mình những thiết bị phòng cháy chữa cháy, mặt nạ chống khói cần thiết. Đặc biệt có nhiều ý tưởng thử nghiệm các biện pháp thoát nạn được nghiên cứu phòng khi xảy ra những vụ hỏa hoạn tương tự. Trong đó đáng chú ý với ý tưởng bong ke chống cháy của anh Nguyễn Đức Văn ở Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội. Ý tưởng xuất phát từ người con trai lớn đang học lớp 9 của anh Nguyễn Đức Văn. Sau khi biết thông tin về thiệt hại của vụ cháy chung cư mini, em đã nảy ra ý tưởng và cùng bố thảo luận, cặm cụi vẽ thiết kế bong ke chống cháy. Hỏa hoạn là một cái vấn nạn ảnh hưởng to lớn đối với tính mạng và tài sản của con người. Nên là em phát minh ra cái bong ke chống cháy này nhằm mục đích giúp chúng ta thoát nạn lúc mà có hỏa hoạn. Em mong muốn sản phẩm này được phổ biến rộng rãi để có thể cứu được thêm nhiều người hơn. Khi lên ý tưởng xong, chỉ trong vài ngày, xưởng cơ khí của gia đình anh Nguyễn Đức Văn đã bắt tay vào sản xuất, cho ra những sản phẩm mẫu đầu tiên. Chiếc bong ke có hình trụ đứng, cao 1,86m, đường kính 80cm. Thiết kế chứa được 4 người lớn, có khả năng chịu được sức nặng khoảng 350kg. Khi đi vào sử dụng, sẽ được trang bị bình oxy 8kg và mặt nạ dưỡng khí cho người bên trong. Mỗi một chiếc bong ke là mất khoảng từ 2 đến 3 ngày. Về nguyên liệu thì lớp ngoài cùng ấy là lớp inox để chống rỉ, bởi vì cái thời gian cái hỏa hoạn này có thể xảy ra lúc nào nhưng mà cũng có thể là rất là lâu, thì không thể mà đoán trước được điều gì. Lớp thứ hai là đến bông thủy tinh, bởi vì cái bông thủy tinh đấy là mục đích là để chống cháy luôn ngay từ đầu. Khi mà nó ví dụ như lửa nó tiếp với inox thì mình sẽ khắc phục bằng cách là cái lớp bông thủy tinh đấy dày 2,5 đấy thì nó sẽ cách luôn cả cái nhiệt đấy để mà không cháy được nữa. Đấy, lớp thứ ba là lớp đến khung xương. Tại sao lớp khung xương để sau cái lớp bông thủy tinh? Lý do là để cho cái khung xương đấy không bị tiếp nhiệt bởi bức xạ nhiệt và nhiệt trực tiếp. Lớp thứ tư thì mới đến lớp foam để cách nhiệt, lại thêm một lớp cách nhiệt nữa. Trong trường hợp mà cái nhiệt đấy nó có thể truyền ra các cái đinh vít để vào đến khung xương thì mình cách một lớp nhiệt nữa. Và lớp cuối cùng là lớp cách điện, đấy, lớp mút cách điện. Cái điều đặc biệt nhất của nó đấy chính là hai đầu đều nhọn và có lớp cách nhiệt để đốt vào không cháy, nghĩa là ta cứ cầm ta đốt không cháy. Đấy, tí nữa có thể ta thử luôn là đốt không cháy. Đấy là điều đặc biệt và có thể mang lại cho con người không bị bức xạ nhiệt, tránh điện và có thể xuống được để đến nơi an toàn cái đã. Các kỹ sư, kỹ thuật viên trong xưởng đang nỗ lực hoàn thiện bản mẫu và tự thử nghiệm. Bong ke sử dụng dòng dọc cố định và ba lăng xích, có thể di chuyển dễ dàng từ tầng cao xuống mặt đất. Độ cao di chuyển tối đa là khoảng 100m. Dưới tác động của nhiệt độ cao từ bên ngoài cũng không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ bên trong của bong ke. Mọi người có thể thoát ra ngoài dễ dàng. Tất cả những cái này thì mong muốn lớn nhất của tôi ấy là truyền tải thông điệp rằng là chúng ta vẫn có cách để mà phòng chữa, phòng cháy khi cháy xảy ra. Đấy. Chúng ta vẫn có cái cách để xử lý và nó nhân rộng ra ở nhiều đơn vị. Đặc biệt nếu như các đơn vị mà muốn cộng tác với chúng tôi để sản xuất, chúng tôi sẵn sàng cùng với các đơn vị đấy để mà sản xuất ra, để phục vụ nhân dân và mong nhà nước, mong các cấp chính quyền cũng như toàn thể các ban ngành hỗ trợ chúng tôi kiểm tra các cái quy trình làm của chúng tôi xem nó có đạt được yêu cầu đấy không, và để cái này đi vào thực tế sớm hơn, càng sớm càng tốt, vì chúng ta thấy là cháy là xảy ra thường xuyên, hàng ngày vẫn xảy ra, ngay cả Hà Nội gần như ngày nào cũng có. Hiện anh đang tham khảo ý kiến của các chuyên gia để tiến tới hoàn thiện bong ke chống cháy và mong muốn sớm được công nhận để nhiều người biết đến, góp phần cung cấp thêm các giải pháp thoát nạn khi hỏa hoạn xảy ra. Trong đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát phòng cháy chữa cháy, ngoài loại hình chung cư mini, công an các địa phương cũng tổ chức nhiều đoàn công tác thực hiện đánh giá, phân loại, xử lý tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy tại các nhà thuê trọ. Đây là loại hình tiềm ẩn không ít nguy cơ về cháy nổ. Tuy nhiên, việc trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy vẫn còn nhiều hạn chế. Khu nhà trọ 5 tầng này của gia đình ông Nguyễn Xuân Hiến ở thôn Điền Xá, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Tầng 1 làm nơi để xe, tầng 5 làm nơi phơi đồ. Chủ cơ sở cho thuê từ tầng 2 đến tầng 4 với tổng cộng 15 phòng. Kiểm tra thực tế, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đánh giá chủ cơ sở đã trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy ở mỗi tầng.
Lối thoát nạn thứ hai cũng được bố trí ở cuối hành lang để phòng ngừa sự cố phát sinh. Tuy nhiên, chủ cơ sở cần hết sức lưu ý trong việc sử dụng nguồn nhiệt, nguồn điện an toàn. Gia đình mới khó khăn là cái cầu thang thoát hiểm ngoài. Thì vừa rồi các anh đến kiểm tra thì gia đình cũng biết là cái vụ cháy vừa rồi cũng là đau xót. Tại vì lối thoát cũng là không có. Thì tôi cũng chỉ các anh công an là gia đình cũng các tầng là đều có lối thông ra ngoài. Thì gia đình nay mai sẽ khắc phục cái cầu thang đi bộ ra ngoài để thoát hiểm. Còn trong các phòng thì gia đình là đều át các phòng nào là tắt trong phòng. Trong sinh hoạt thì chúng tôi cũng đã an toàn hơn. Dùng đồ điện các thứ thì sau khi không sử dụng chúng tôi sẽ rút ra hoặc là ngắt cầu dao cẩn thận. Chứ không kiểu là dùng bừa bãi cứ dùng xong là để im một chỗ như trước nữa. Còn đây là dãy nhà trọ cấp 4 của gia đình anh Nguyễn Văn Mão. Diện tích nhỏ hẹp nên người thuê đều tận dụng để bố trí dày đặc đồ đạc. Như tại phòng trọ này, vấn đề tồn tại lớn nhất là ổ cắm điện thiếu an toàn và khu vực bếp ga dùng để nấu nướng, chất thêm nhiều đồ, cản trở việc khóa van an toàn. Anh em chúng tôi rút kinh nghiệm và phấn đấu làm sao làm tốt và tốt hơn nữa để đảm bảo cho an toàn phòng cháy chữa cháy. Cái ổ điện buộc ở đầu giường là cái giường là giường sắt, nó cảm thấy nó không an toàn, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Đấy, thứ hai nữa cái bình ga thì trước khi đi về là chúng tôi sẽ khóa van lại để cho nó mức độ an toàn nó cao hơn. Tôi cũng đã tuyên truyền với các anh em bên phòng trọ và tôi cũng đã thu xếp và tôi đã sắm những cái đồ bình phòng cháy chữa cháy và cái tiêu lệnh để cho anh em rút kinh nghiệm, và tôi đã đưa ra những ý kiến và cũng nhắn nhủ với anh em là hãy cẩn thận với những cái gì mình trong phòng trọ, mà không nên để ra những cái vật dễ cháy và những cái đồ điện điếc là nên cẩn thận. Thực tế cho thấy khu vực nhà trọ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Diện tích nhỏ hẹp, các phòng trọ thường được xây dựng bằng vật liệu dễ cháy. Trong khi đó, chủ phòng trọ ở nhiều nơi cũng chưa thực hiện đầy đủ vai trò trách nhiệm đối với công tác phòng chống cháy nổ theo quy định. Hiện nay là cái khó khăn là cái việc nhận thức của người dân đối với công tác phòng chữa cháy là chưa được đồng đều. Ở nội dung này chúng tôi tiếp tục sẽ tuyên truyền và chúng tôi sẽ hướng dẫn theo cái kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban thành phố Hà Nội, của Công an thành phố Hà Nội và của Ủy ban huyện Sóc Sơn. Và cái đề xuất ở đây thì báo cáo đồng chí là hiện nay thì chúng ta đang ở cái bước là chúng ta đang vận động các hộ thuê trọ rồi là các cái hộ dân, nhà dân để tự trang bị các cái phòng cháy chữa cháy, các phòng cháy chữa cháy theo hộ, theo gia đình. Thì hiện nay chúng ta đang ở bước vận động. Cháy nổ nhà trọ luôn rình rập. Do đó, trong đợt cao điểm tổng kiểm tra, ra soát lần này, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý, yêu cầu chủ nhà trọ khắc phục ngay các tồn tại trong công tác phòng cháy chữa cháy. Theo chỉ đạo của thành phố thì cái việc mà kiểm tra đối với nhà trọ như thuê là chúng tôi sẽ hoàn thành trong ngày 15 tháng 10 và những cái cơ sở còn lại thì chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thiện trong 30 tháng 10. Đó là cái tiêu chí chúng tôi đặt ra và cái này đã được chủ tịch ủy ban huyện chỉ đạo rất là quyết liệt tại cái buổi giao ban triển khai của kế hoạch của ủy ban nhân huyện. Đó là cái nhiệm vụ bắt buộc phải làm và chắc chắn sẽ thực hiện được. Vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân Hà Nội khiến nhiều người thiệt mạng là bài học sâu sắc với các chủ nhà trọ. Nếu không làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, không đặt sự an toàn của người thuê trọ lên hàng đầu, thì những thảm họa đau lòng như trên hoàn toàn có thể lặp lại. Thời gian gần đây, VTC14 liên tục nhận được đơn thư kêu cứu của các đơn vị kinh doanh vận tải huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, phản ánh hàng chục xe dù ngang nhiên hoạt động, chèn ép xe khách tuyến cố định nhưng không bị xử lý. Thậm chí những chiếc xe dù còn chèn ép cây gỗ ngay giữa đường và gây ra tình trạng mất an toàn, nguy cơ tai nạn giao thông. Ghi nhận của VTC14. Đây là hình ảnh những chiếc xe dù mà Ban Quản lý Bến xe huyện Yên Thế phản ánh tới VTC14. Cùng với đó là list một danh sách xe dù mang thương hiệu Nam Thủy, Thắng Hiền, Điệp Đức. Không vào bến hoạt động, không chạy theo luồng tuyến. Trong quá trình hoạt động, các xe dù đều trưng biển đi về bến xe Mỹ Đình, Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, các xe dù này hoạt động theo kiểu xã hội đen, ngang nhiên chèn ép với xe tuyến cố định. Và đây là những hình ảnh thực tế. Xuống rồi, quay chặn là chưa chặn xe à? Cho khách xuống em ơi. Chưa chặn xe à? Không nói nhiều. Đây nó chặn này. Nhà này khổ báo á. Em ơi. Người
chủ thương hiệu xe công dung khẳng định, tình trạng va chạm giữa xe dù và xe tuyến cố định xảy ra thường xuyên. Cái lo lắng lớn nhất của các nhà xe tuyến cố định là bị các xe dù chèn ép trên đường đi và tất cả mọi phương tiện để gây đến khó khăn cái tuyến cố định của chúng tôi. Bức xúc vì khi mình đỗ xe, khi làm cái tuyến xe cầu gồ ghi rõ trên văn bản là bến xe cầu gồ và bến xe bố hạ, thì khi mà dừng, có thể dừng đỗ 5-10 phút thì các xe dù tranh nhau đỗ, không cho tuyến cố định đỗ, rồi gây cãi lộn nhau ở các địa điểm như trên thị trấn Bố Hạ. Cũng theo bà Dung, thì tình trạng này diễn ra từ nhiều năm nhưng không được chấn chỉnh, xử lý. Thậm chí, xe dù còn sử dụng các hình thức cho xe máy đâm va, gây hỏng xe tuyến cố định. Thực tế này hiện đang gây bức xúc trong dư luận xã hội và gây nguy hiểm cho các hành khách. Họ dùng xe mô tô, xe máy, họ đâm vỡ đèn xe của nhà tôi. Đấy, nhà tôi hiện tại là đang nhờ các bên công an pháp luật vào cuộc để làm vụ việc rõ ràng, để cho xe tuyến xe cố định được đi lại, cho chính thống, trên đường đi được an toàn, cho lái xe và phụ xe tự tin đi làm. Xe dù trái hình tuyến cố định chạy về Hà Nội, trên địa bàn huyện Yên Thế về Hà Nội thì khoảng tầm trên 20 xe đang hoạt động rất là lộng hành trên địa bàn huyện. Các xe thì gần như là không có các giấy tờ pháp lý đầy đủ, như là không có phù hiệu, không có lệnh vận chuyển, không có lái xe thì không có các nghiệp vụ chứng chỉ đầy đủ các giấy tờ, nhưng mà vẫn hoạt động hàng ngày hàng giờ trên địa bàn huyện đón trả khách. Những chiếc xe dù ngang nhiên hoạt động giữa ban ngày chứ không phải con kiến để có thể chui lọt lỗ kim. Tình trạng này, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang liệu có biết?